Hiện nội dung bắn cung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Quảng Ninh đang đào tạo 25 vận động viên, trong đó có 11 em thuộc tuyến năng khiếu, còn lại thuộc tuyến trẻ và đội tuyển bắn cung của tỉnh. 4 vận động viên khác đang tập trung tại đội tuyển quốc gia. Mặc dù mới phát triển từ năm 2021, song bắn cung luôn được đánh giá là môn thế mạnh của Quảng Ninh. Những năm gần đây, vận động viên bắn cung Quảng Ninh luôn lọt top tại các giải thi đấu trong và ngoài nước. Tại SEA Games 30, vận động viên Châu Kiều Anh đã đoạt huy chương bạc nội dung cung 3 giây đôi nam nữ và huy chương đồng cung 3 giây đồng đội nữ. Tại giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc năm 2019, các vận động viên Quảng Ninh mang về 3 huy chương vàng. Đến giải vô địch bắn cung quốc gia 2020, đoàn Quảng Ninh tiếp tục mang về 6 huy chương, trong đó có 1 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Những thành tích của bắn cung Quảng Ninh được bồi đắp từ sự nỗ lực bền bỉ của cô trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhàn cùng những hạt giống tiềm năng như Lê Phạm Ngọc Anh, Phạm Ngọc Tú hay Nguyễn Trung Đức, cùng nhiều vận động viên khác đã quyết tâm theo bắn cung từ khi mới 9-10 tuổi. Tôi đã theo môn thể thao này từ tháng 6 năm 2012 đến bây giờ. Và cũng đây là một môn sở thích. Ngày trước thì là sở thích từ ngày bé. Tương lai sắp tới thì em sẽ tiếp tục gắn bó với môn bắn cung này và theo đuổi đam mê của mình. Trong bắn cung có nhiều trường phái, nhưng ngoài sự chuẩn bị về kỹ năng chuyên môn, vấn đề tâm lý, kinh nghiệm, trạng thái thi đấu của các vận động viên luôn là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đây cũng là những mục tiêu mà ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Quảng Ninh đang hướng tới cho các vận động viên. Em theo bắn cung được 1 năm thôi và em đã phải rèn luyện thể lực rất là nhiều về vai và những cái yêu cầu của bộ môn đề ra. Và em cũng rất mong muốn là sau này em sẽ được thi đấu và giành nhiều huy chương cho đội. Ngoài thế mạnh cung 3 giây, từ năm 2020, bắn cung Quảng Ninh đào tạo thêm nội dung cung 1 giây. Sự thay đổi này được đánh giá là hợp lý khi cung 1 giây cũng đã được đưa vào nội dung thi đấu tại các kỳ Thế vận hội. Cùng với sự đổi mới trong phương pháp đào tạo, thích ứng với xu hướng của bắn cung thế giới, bắn cung Quảng Ninh sẽ tiếp tục tìm lộ trình phát triển ổn định, tiến tới áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác huấn luyện và thi đấu. So với những năm trước ấy, thì hiện tại bây giờ là cơ sở vật chất về tập luyện của đội bắn cung là tốt hơn rất nhiều. Bởi vì là thứ nhất là về cái trường bắn, địa điểm tập là gần như là hoàn chỉnh, để mà tập luyện thì là hoàn chỉnh. Về dụng cụ thì cơ bản là các em đã đầy đủ dụng cụ để mà trong cái quá trình tập luyện cố gắng phấn đấu làm sao mà đưa được nhiều vận động viên lên đội tuyển cũng như là đội tuyển trẻ quốc gia, bởi vì đấy là một cái môi trường để cho các em phát triển rất là tốt. Thứ hai về địa phương thì là tập trung vào tuyển sinh ở tuyến ban đầu, cơ sở ban đầu tốt thì sau này là những cái tuyến cung cấp cái lực lượng tuyến trên rất là tốt và các em sẽ có khả năng thi đấu tốt và thành tích tốt. Bằng những cách làm hiệu quả và sự đầu tư xứng đáng, bắn cung Quảng Ninh đang kỳ vọng mang về nhiều trái ngọt cho thể thao vùng mỏ.